em nhớ mẹ quá. Anh nói mày bao nhiêu lần rồi, mẹ mình mất rồi, không còn ở trên trái đất này nữa đâu, mẹ mình lên trời rồi. Sao mày cứ làm anh cáu ấy nhở? Nhanh chân thôi nào, em làm gì đây? Anh ơi, em đói. Anh làm gì có tiền mà em kêu đói với anh? Từ sáng đến giờ anh còn chưa nhặt được cái ve chai nào. Đi thôi. Không anh ơi, em đói lắm. Em hư thế nhở? Anh đã bảo anh không có tiền rồi. Tí anh bán được ve chai, anh mua cho em sau. Đi. Em làm gì đây? Bỏ xúc xích người ta xuống. Không. Bỏ xuống ạ. Không. Đi 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 đi. Đi à. Không. Cháu ơi, ra đây cô cho xúc xích này. Đây cô cho con này. Cháu xin cô. Chị ơi, em không có tiền trả cây xúc xích này đâu. Không, cái này là chị cho mà. Vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Thôi đi em. Đây đây đây, cô cho thêm 5.000 nữa này. Cháu xin cô ạ. Cháu cảm ơn cô nha, cô tốt quá. Rồi, không có gì. Cháu cảm ơn cô ạ đi. Em ở đây đợi anh nhá, để anh lấy ve chai đi bán. Nhớ là phải đứng đây nha. Dạ vâng ạ. Đừng đi đâu linh tinh nha. Ở đây đây. Cháu ở đây một mình à? Dạ vâng cô. Thế cho bác xin 5.000 này nhá. Ừ. Đưa đây. Ừ. Trả lại cháu. Anh ơi, anh ở đâu đây? Anh ơi. Anh ơi, anh ở đâu đây? Anh ơi. Ở đâu đây? Em gái của mình đâu rồi? Vi ơi! Vi! Vi ơi! Vi! Vi ơi! Em đâu rồi? Vi ơi! Anh ơi! Em sợ quá! Vi ơi! Vi! Em ở đâu rồi? Vi ơi! Vi! Anh bảo em ở chỗ đấy, em không ở chỗ đấy, em ra đây làm gì? Anh ơi, em bị người ta cướp tiền rồi. Cái gì? Ai lấy tiền của em? Em không biết đâu. Sao lại có người vô lương tâm thế nhở? Anh em mình đang nghèo khổ đi ăn xin rồi, lại còn bị cướp tiền nữa. Thôi kệ đi, anh em mình đi về đi. Bánh mì đi, em đói lắm rồi. À đây đây đây, anh cũng đói lắm rồi. Này, em ăn hết đi. Thế anh không ăn à? Anh không đói à? Anh ăn thì sợ em ăn không đủ no ấy, em cứ ăn hết đi. Này. Anh ăn cùng em đi. Thôi em cứ ăn đi. Em cho anh một nửa nhá. Anh ăn đi. Anh xin nha. Em gái của anh ngoan quá. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Hai anh em mình cùng nhau ăn nhá. Ừ, em ăn đi. Anh ơi, em nhớ mẹ quá. Anh nói mày bao nhiêu lần rồi? Mẹ mình mất rồi, không còn ở trên trái đất này nữa đâu. Mẹ mình lên trời rồi. Sao mày cứ làm anh cáu ấy nhở? Thôi mày ngủ đi cho anh nhờ. Đi cả ngày mệt lắm rồi. Ngủ đi.
gái à, bố mẹ mình đã sang thế giới khác, không bao giờ quay về với mình nữa. Từ bây giờ chỉ có anh là chỗ dựa của em thôi. Anh sẽ cố gắng không để em phải nhịn đói bữa nào. Anh sẽ bảo vệ em để không ai có thể bắt nạt em. Em cứ ngủ đi nhé. Mẹ ơi, mẹ cho con ơi, mẹ ơi. Em gái